Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Official. Trên tay mình đang cầm hiện là bộ đôi chị nám Chansino của hãng Daiichi Sankyo. Đây là một thương hiệu nổi tiếng ở Nhật Bản chuyên về dòng chị nám. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn về công dụng chị nám của bộ đôi thần thánh này nha. Đầu tiên là lọ Chansino 240 viên uống. Đối với những người mà bị dị ứng mỹ phẩm thì đây thực sự là một giải pháp làm trắng da rất là phù hợp, mang tính tiện lợi và an toàn cao, dễ dàng sử dụng tại nhà. Trong này có chứa 100% thành phần tự nhiên, không chứa chất phụ gia hay là bất kỳ một loại chất kích ứng nào. Tính tương thích rất là cao, phù hợp với hầu hết mọi cơ địa. Nó sẽ nhanh chóng mang đến cho bạn một làn da tỏa sáng và tự nhiên không tì vết. Đặc biệt là cái viên uống này còn là bí quyết cho làn da không tuổi của nhiều chị em phụ nữ bên Nhật. Dạng viên thì không có mùi hắc và khó chịu nên dễ uống, đồng thời rất là dễ hấp thu. Những tác dụng đặc biệt của viên uống Chansino đó là nâng tông, làm trắng da vượt trội, cải thiện làn da bị xỉn màu và thiếu sức sống, ức chế hình thành hắc tố melanin, từ đó làm giảm sạm nám, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi, chống lão hóa, phục hồi tái tạo tế bào gốc, làm tươi mới, trẻ trung, săn chắc mịn màng cho làn da, tăng sức đề kháng cho da, giảm tác động từ tia UV, tăng sinh collagen, tạo độ săn chắc và độ đàn hồi cho da. Không những thế, nó còn duy trì cơ thể khỏe mạnh trẻ trung và giảm chứng mất ngủ. Thành phần ở trong viên trắng Chansino này thì hoàn toàn được chiết xuất từ tự nhiên và có nguồn gốc 100% từ tự nhiên nên nó rất là an toàn. Về hướng dẫn sử dụng thì chúng ta sẽ uống 4 viên trên một ngày, chia làm 2 lần uống, dùng trước hoặc sau bữa ăn đều được. Các bạn nên uống tối thiểu 2 tháng liên tục để thấy được hiệu quả tốt nhất. Tiếp theo đó là dòng kem bôi ban đêm của Chansino. Đây là dòng kem dưỡng trắng da, tái tạo và phục hồi da hư tổn cao cấp và mới nhất được tung ra thị trường ở bên Nhật Bản để nhằm khẳng định và hoàn thiện hơn nữa về chất lượng của bộ sản phẩm Chansino. Các thành phần thì hoàn toàn từ tự nhiên cùng hóa chất làm trắng, cho nên là nó sẽ giúp thẩm thấu sâu và tác động mạnh đến hệ thống tổ chức tế bào da, cũng như là giúp da của mình có thể dưỡng da từ tận sâu bên trong. Sau cái quá trình dài mà sử dụng thì da sẽ khỏe hơn trông thấy. Về công dụng nổi bật thì nó sẽ hỗ trợ điều trị nám, tàn nhang, thâm sần, xỉn màu lâu năm, tái tạo và phục hồi làn da hư tổn, cung cấp dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng các tế bào bị lão hóa, tăng cường độ ẩm tối ưu cho da, tăng chức năng bảo vệ của lớp sừng, giảm thiểu hiện tượng bị mất nước của da. Hơn nữa, nó còn kích thích sự tuần hoàn và tái tạo của làn da, dưỡng da trắng dần lên từ bên trong, ngăn chặn sự hình thành của hắc tố melanin, hỗ trợ xóa mờ nếp nhăn và nếp gấp. Nếu các bạn có nhu cầu muốn trải nghiệm cái sản phẩm trị nám này thì có thể liên lạc với mình qua đường link ở phía dưới phần mô tả nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hay và có ích thì có thể like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của mình.